Xin kính thưa các bạn, trước mặt mình đây là chú Trà Và Hương, là một võ sư rất nổi tiếng. Trước năm 1975, chú cũng là một lãng khách giang hồ và là anh em kết nghĩa với Đại Ca Thay. Thì hôm nay là cũng gần Tết rồi, mình có qua thăm chú Hương để chào chú, để trước khi mình về ngoài Bắc để ăn Tết. Thì cũng hôm nay cũng muốn nghe là chú Hương chia sẻ cái câu chuyện đời. Chú Hương ơi, hôm nay tiếp tục cái hành trình, thì con cũng muốn nghe chú chia sẻ về một chút là cái thời mà trước năm 1975, ngoài chú ra thì còn có những cái võ sư trước năm 1975, có những võ sư nào và có những ai mà giỏi võ đấu đài mà có thể nổi tiếng, thậm chí là bản thân chú cũng rất ấn tượng ấy. Thì ngày xưa mà nói về các võ phái á, dạ, thì nổi nhất á là Mã Thành Long, Long Ngẫu Hội, Quỳnh Tiền, nghe không? Rồi sau này á mới là ông thầy chú Kính Tâm Xây. Còn ở dưới miền Tây đó thì nhiều lắm, Nguyễn Huỳnh Diệp, Mỹ Luông, Nguyễn Giàu, Nguyễn Thọ vô được miền Tây. Nếu mà nói về Thiếu Lâm á, ngày xưa đó thì đừng nói Bình Định, phải nói miền Tây, Long Xuyên giàu nhất, giỏi nhất võ. Tất cả những người mà vùng Long Xuyên đấy ngày xưa họ đều có gồm nguồn gốc từ Trung Quốc ạ. Cái Thiếu Lâm này là gia truyền của miền Tây. Ở như ở Bình Dương thì có Bà Trà Tân Khánh, thì ở miền Tây có Nguyễn Huỳnh Diệp, ngôi chỗ giữ chú đã đụng nhiều rồi. Như là chú vừa kể, chú kể trong những cái trận đánh của chú là chú đánh Nguyễn Lâm rồi đó, Nguyễn Thành Tây. Tức là đụng là máu đổ, nó đánh chú văng răng gãy xương vai luôn, gối chỏ tụi nó. Tụi nó có giữ, nó tập không phải như mình đâu. Con dòm nào nấy đen thịt, gân cốt không, nó chạy dưới sình. Mấy chú đụng tụi nó là đổ máu, nhưng mình ăn mình không nổi. Tại chú bó đòn tay Quyền Anh với cặp chỏ chú, thành ra đụng như đó là cũng bách chiến bách thắng mà đều phải đổ máu. Nó như chú kể với quýnh Nguyễn Lâm đó, nó quýnh chú gãi xương vai, quýnh gục luôn, quýnh chú chết luôn. Mà thiên chú bác sĩ, chú tỉnh lại là hai ba quạt máy bác sĩ ngồi xung quanh ra tới Phan Thiết, chú đá nó chết luôn. Chú quýnh trở lại nó, chú gặp nó chú mừng, những thằng nào quýnh chú là chú gặp là chú mừng, tại những cái đòn đánh nó chú đã nắm hết rồi. Chú bị đòn là chú kinh nghiệm, bởi vì ông già chú, ông chú tập trong cái tiếng, chú dòm trong tiếng. Chú bị cái đòn gì, tại sao mình bị cái đòn này, mình đánh cái đòn gì ra mà mình bị cái đòn này. Thành ra chú rút kinh nghiệm. Và ông Kích Năm Thầy ông rất là giỏi. Tại sao con bị cái này là lý do như thế nào, con ra cái đòn này chậm hay như thế nào, nó hở chỗ nào. Thành ra chú gặp lại địch thủ là chú mừng, chú chạy theo nó nhất định phải đánh lại nó. Như Nguyễn Lâm bắt buộc chú đá nó ngã luôn. Thằng là vậy, là thực tế trong giới võ thuật trước năm 75 thì cái nơi mà mạnh nhất theo chú là miền Tây, là có nguồn gốc từ Thiếu Lâm, đúng không ạ? Còn Bình Định thì mãi sau này. Và Bình Định thì hồi xưa cũng có tiếng, nhưng mà Bình Định đụng với miền Tây thì chưa đụng, tại chú đánh hết rồi. Chú đánh từ miền Tây là chú đánh nát hết rồi. Chú đánh nè, đầu tiên lọt xuống tới miền Tây là chú đánh Mỹ Tho, chú đụng bằng Xích Long đó. Rồi chú vô Bến Tre, chú quýnh Nguyễn Hữu Tiếp, chú đá nó gãy tay. Đêm sau chú quýnh Nguyễn Thành Thị quê xuống đất, chú rụng nó quýnh, giờ không ai can á, nào nằm đó thua. Nhưng mà nó biết chú, nó không dám, nó cũng là bằng kiếm tiền leo lên đài tụng nghiệp Nguyễn Thành Thị, gặp gối nông dự. Nó quýnh chú chết đứng lên, nhưng mà nó không dám vô, tại nó thấy chú cười. Nó quýnh chú chết đứng rồi đó, không còn thở, nó nghẹt á, nó quýnh cây gói bài. Nhưng mà chú té vào dây mà chú cười, nó dòm chú hoài, nó không dám vô. Chứ nó vô đạp với chú té à. Nó đạp là chú nằm. Chú đâu thấy nó nữa đâu. Chú... Nhưng mà vì sao lúc đấy ông ấy lại không la vào để chiến đấu tiếp? Tại nó dòm thấy chú cười. Nhưng mà thực tế lúc đấy là chú dùng cái... Dạ. Chú đập nó một cái đòn tay, nó lách qua, nó chùm, nó quấn cái gối vô này. Tay chú ba rê, nó quấn tức vô này.
nghe trúng ngay cái tim. Chú không thấy đường, tim nó ngưng. Nhưng mà chú té dây chú cười. Nó dòm dòm nó không dám vô, chú không thấy nó nữa. Phải xuống đất chứ nó mày đạp tao tao cũng nằm nó. Nhưng mà tại mày, nó nói sao tao dòm thấy mày cười tao cũng ghê quá. Chứ tao biết cặp chỏ mày dữ. Sợ vô mà quýnh bể, mà điều nó vô, nó đạp chú không té nữa. Cái chừng chú thở được. Tim bắt đầu bóp lại, chú là chết mẹ mày rồi. Nhưng mà không ăn nó nổi. Sau này anh em kết nghĩa. Nó gọi là hai lưu lạc Nguyễn Thành Tỷ. Cái dòng họ Nguyễn đó, bởi chú kể con họ Nguyễn là dự. Nguyễn Giàu, Nguyễn Thọ, Nguyễn Thành Tỷ, Nguyễn Hữu Tiết, Nguyễn Lâm. Nó là những gạo cội của nó đó. Nhưng mà chú quýnh hết rồi, chỉ có còn anh Thọ là chú chưa dám đụng thôi. Không phải không dám, nhưng mà mình quý anh. Anh rất là dễ thương, quân tử. Anh quýnh như Tinoi đó, ở bên Thái Lan mà. Sau này giải phóng anh đi ăn cướp, nó mắng anh chìm tờ để ghe bể nát anh chết luôn. Anh qua cầm chi ăn cướp về. Nó dí thằng nó mắng anh bể ghe anh chết. Mày hả? Ừ. Có nhiều nhân vật. Bởi thành ra những cái thằng anh này nó dốc. Quýnh đâu 70 đầu đài, quýnh ở đâu? Ai tổ chức? Phải có chỗ tổ chức, mà người tổ chức là ai? Nào vô địch Đông Nam Á, ai tổ chức Đông Nam Á? Quýnh nước ngoài hả? Vẫn chơi. Nói về có lý. Mà có thấy là những cái ông mà võ sư đấy thường là ít tên tuổi chú mà không có tên tuổi. Họ không có cái trận đấu nào nó để lại dấu ấn nhiều. Nói thẳng ra cái xã hội nó tạo cho mình. Hồi nhỏ mình quá đói quá khổ. Con hiểu không? Quýnh lộn từ dưới đất, quýnh giành giật miếng ăn. Từ nó cái lì của mình, nó trong cái máu của mình. Thắng nó có tiền. Thấy không? Thành ra gì cho nó mà bắt buộc. Cái xã hội nó tạo cho mình cái thói quen. Con nghe không? Rồi leo lên đài không có nghề. Quýnh riết con nghề, quýnh riết cô. Bị đòn quá. Con nghe không? Mà tới cái tỉnh nào nào có tiếng, tới nó dốc. Chú kiếm hết rồi. Tới cái tỉnh nào chú đã nói tên những nhân vật. Không có quýnh lắp ké. Mấy cách ké quýnh không có tiền. Ví dụ chú tới cái tỉnh tới cái đụng ngay Hồng Nga. Nó vợ nó là ca sĩ Phong Vinh, nó lại mới đầu đèn. Nhưng mà ngày xưa đó, hồi đó chú ở giọng ở Cần Thơ, chú Quân từ dĩa cơm ở Bến Bắc đó. Ông bán cơm, ông dạy chú. Sau này ông già bắt chú về Sài Gòn, ông dạy Hồng Nga. Thì chú cãi chú quánh cho nó đó. Vợ nó tuyên bố câu, hồi đó giờ không ai chịu nổi chồng nông tá. Tại nó có miếng mảnh hổ vợ tử. Nếu mà nói nghề võ phải nói thế thần. Con nghĩ không? Nó có miếng mảnh hổ vợ tử hoặc là đó. Thành ra chú nó vừa bỏ bộ chú dòm cái miếng này. Chú là cái miếng này hồi đó ông chỉ mình. Chú đâu biết nó. Chú vương trong kính tay chú đạp nó quýnh cái gối cái trọ nó chết. Thành trong lúc đó đó đem nó lên phòng ngủ thì ông qua. Ông hỏi Hồng Nga sao rồi. Nó chạy dài quýnh nó chết rồi, ba kiên đang còn ngủ. Ủa, chú thấy không, chú chạy lại. Chú ôm không, ông nắm tay chú liền, ông biết. Tại ông thấy báo chí đang chú dạ, ông dạy chú hồi nhỏ mà bây giờ chú ở cái đêm tay. Nhưng mà ông biết, mình là trò ông. Dạ. Ông nắm tay chú liền, ông lên ông chỉ. Mày sao quýnh lần chạy dài này. Nó lì lắm. Tao dạy nó hồi nó còn bưng dĩa cơm ở bên Bắc nó chứ à. Tao thành ra con nói ủa tại nó bỏ cái miếng nó quá ngon ba có chỉ con mà vương đông kích tay dậm đuôi nó xây lên con quýnh cái chỏ con đi chết ba hai anh em mới kết nghĩa nó ở ngay bên Bắc mình nó ở ngay cầu cái khế ở trong lò heo Cần Thơ cái quýnh nhân vật vợ con mà tiền nhiều tại vì ban tổ chức con đánh cái thằng nó có tiếng là nó quảng cáo nó bán không còn giấy nữa con hiểu không nhưng mà mình nói bao nhiêu tiền nó phải chịu thôi. Thành ra chú duyên tiền, cho nghe không? Nhưng cũng quá nhiều rồi, mình kinh nghiệm quá. Chú quýnh hết tỉnh miền Tây rồi, tới miền Đông. Bao nhiêu năm thượng đài như vậy, có những đối thủ nào mà chú mong muốn có cơ hội được tỷ thí, nhưng mà lại chưa có cái cơ hội đấy? Không có nào mà chú dầu mà quýnh cho chú ăn chú. Không có cơ hội nào. Tức là đánh là mình nghe tiếng đó mình phái là nó mà Lê Ngọc Chánh mang tôi nhớ tụi nó
Nhưng mà tôi nói anh trước, tiền ngồi chú mà 2.000. Đó có đem vào bán rồi. 2.000 đối với anh nhầm gì? Có quảng cáo đâu thiệt, con rạp hát vậy. Sập luôn, chứ đừng có nói chuyện. Nghe có quảng cáo chú nghe. Ấn Kiều con cưng kích làm chơi võ thị quốc. Đêm nay khán giả sẽ nhìn thấy trên sân này những máu đổ rỉ rả trên sân này. Dưới cặp chỏ thần tốc. Ngày xưa mà nó quảng cáo mà nó trời ơi. Mấy dân trong ruộng nó kèo chuồng ra bất cứ ở đâu nó lủi ra. Nó nghe tiếng chú bái tổ đầu tiên Thái Lan, người Thái Lan xã tóc xã ngồi đầu chú bái tổ là phát biên hùng. Nó kêu chú hai con quân, nó kêu ngay chú. Thì khi lên đài á, Kích Tâm Say ông nói bái tổ, ông thổi bằng cái miệng. Ở nhà ông dạy chú mà chú bái tổ người Thái Lan xã tóc xã ngồi đầu, bây giờ không có đâu. Thành ra khán giả yêu cầu phải lợi khỏi đánh, quá đẹp. Đó, hồi nhỏ mà. Thì ông có cầm cái máy ông nói, nếu ngày nào còn Kích Tâm Say chứ còn những bái tổ kỹ thuật của Thái khán giả chưa từng thấy, tao ở bên Thái 7 năm mà. Ngày đấy cái chú còn nhớ cái trận đánh mà nó nhiều tiền nhất, một trận đấu ấy, thách đấu mà nhiều tiền nhất chú nhớ là trận gì không? Trận bao nhiêu tiền không? Trận đấu là nhiều tiền nhất là có hai trận thôi. Trận đấu trợ ôn Nguyễn Thâm, trận đấu Hà Trọng Sơn, Hà Trọng Khôi Quy Nhơn. Tại chú đòi nó tiền hồi đó mà 3.000 một trận. 3.000 lính nó có lãnh, lính nó lãnh có 900 mấy à, mà chú đánh lần này có 10 phút. 3.000 đồng Đông Dương ạ. Ừ, giá trị của ngày đấy, cái đồng tiền ngày đấy đến bây giờ, nếu mà so sánh chú có thể đưa con số ước lượng cho cháu hình dung dễ được không ạ? Nó cũng khoảng bây giờ, nếu tiền tính bây giờ là cũng phải từ 50-60 triệu. 50-60 triệu. Ừ. Hai cái trận đấu mà ấn tượng nhiều nhất với chú Trà Bà Hương, và cũng cái tính chất quan trọng, đấy là cái trận đấu với võ sư Nguyễn Khâm ở quận Trà Ôn. Ừ. Và cái trận thứ hai là trận đấu với võ sư Hà Trọng Khôn. Ừ. Là em của võ sư Hà Trọng Sơn. Con. À, con của võ sư Hà Trọng Sơn ở Quy Nhơn vào năm 1971. Và sau trận đấu đấy thì chú Trà Bà Hương đã giải nghệ, không còn địch thủ. À, tại vì chú huấn từ Nha Trang, chú huấn thành đô Nha Trang, nó Minh à, tức là Minh Hoàng, con của võ sư Minh Cảnh cho nước. Ba cha con đi, Minh Cảnh là thầy chú hồi xưa dạy quyền anh, dạy trước cái đầm đây chú huấn quyền anh, chú là chú huấn thằng à, thằng đê con đồ lui. Chú thì không thích với quyền anh, nhưng mà chú đụng năm vô địch nữa, quyền anh thằng gà đó, chú quýnh đê con rồi tiểu mạnh gì vô địch thằng gà, chú quýnh nó 1 phút 25 sau nó đưa tay đầu hàng, nó giải nghệ luôn, tao bây giờ nó bỏ nghề luôn. À, à chú quýnh quyền anh 4 trong trận, trong đời chú quýnh 4 trận quyền anh, chú rất kỹ quyền anh, quýnh mệt tự do vô gối chỏ lẹ chết liền, chú chết cũng được mà người ta chết được. Nó không mệt, bị chú ít tập lắm, chú làm biến. À, chú nhờ gặp chỗ chú bất tận trước sau không bể thôi. Hôm trước là có rất nhiều bạn sau khi xem loạt câu chuyện chia sẻ của chú Hương. Ừ. Thì có hỏi và cũng muốn nhờ con hỏi chú Hương rằng cái thời đó lên đài đánh là chết ạ, hay là lên chết bỏ lên y như bây giờ, y như Thái, y như Mỹ, nó quấn trong lồng sắt, nhưng mà mình không có bẻ cổ, không có giật, không có bóp cổ, con được quyền quấn clip, có cái quần đùi, cái cu kia, cặp su ve, cặp găng tay, mà găng không phải găng bự nữa, găng sáp, găng chỉ bó không cho móc mắt thôi, thì quýnh chết bỏ. Nhưng mà mình không có cái bẻ cổ giật. Ngày đấy có được cho cái luật khi thi đấu ấy là có được cho ra những cái đòn mà gọi là hiểm không ạ, đòn chết người, những cái đòn liên phát là quýnh liếp hạ sát không ạ, quýnh chết bỏ, đá bể bóng đá chết, đá bể đứt tim chết, có
Cũng có như một hai anh bị trúng cái đòn đó, bể bọng nãy, đem nhà tường chết. Những võ sĩ mà đấu với chú Hương, những người mà bị thất bại trên võ đài có ai mà phải vong mạng chưa? Không, không. Chú Quýnh chết khi bác sĩ hơi tỉnh rồi. Chú Quýnh đồ mát xo rồi không à? Chú không có như người ta. Chú đá vô mát xo, chú Quýnh vô càm vô. Chú không như người ta, chú đá vô càm không à? Chú không có đá dưới bụng rồi đâu. Tức là đánh trọng thương thôi, đánh thương tích thôi, chưa nhập viện cấp cứu thôi. Chứ chưa ai phải bỏ mạng. Con đi nhà thương có khiên, chú Quýnh khiên, đúc băng ga lên khiên. Vậy cái thời đấy ngoài chú Hương ra thì có những võ sư nào mà khi lên đài phải bỏ mạng chưa? Chưa. Việt Nam mình chưa? Chưa có đúng không? Vậy con thấy cái thời của chú Hương ấy, chú mà ở những cái trận đấu của Thái ấy, hoặc là của người Trung Quốc ấy, có những trận nào đánh thách đấu nhau mà đánh chết luôn ấy. Thái với Trung Quốc hả? Vâng. Có. Cụ nó đánh chết không á? Tay nó quyền bẻ cổ, nó được quyền xiết cổ. Con không chịu thua nó xiết chết luôn á. Nhưng Quýnh nó tàn độc. Con thấy không? Quýnh như mình thì được. Quýnh xui lắm. Bể lá lách này kia là bể bọng đá chết. Nhưng mà Việt Nam mình chưa bị chết bao giờ. Còn nước ngoài nó, cái sức nó mạnh. Nghề nghiệp thì chú Dòm nó không ăn được mình. Cái kỹ thuật không ăn. Cái khôn lanh nó không ăn. Nhưng mà nó quá mạnh, con nghe không? Tụi nó đó, như Thái đó, làm cho con Quýnh lợi. Nếu nói đó, nghề thì con không sợ, tương đương. Mình nó tập cho mình tập vậy. Biết chú học của Thái mà. Từ kỹ thuật quay xương sống như thế nào, con quay được xương sống con mới đá được. Nó có những cái kỹ thuật rất là hay. Cái đầm xây nắm hết kỹ thuật của nó. Nhưng mà con thấy trong cái lời đó. Vậy cái đầm xây gốc Thái hả chú? Không, ổng người Việt Nam.